Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Image News, tôi là Khả Hinh. Tại khắp nơi trên thế giới, đa số các dân tộc có lịch sử lâu đời đều ghi chép rằng trong thời tiền sử, nhân loại đã từng trải qua kiếp nạn Đại Hồng Thủy. Những dân tộc này bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ ở phương Đông, Ai Cập, Hy Lạp ở phương Tây, người Eskimo, người Greenland ở gần Bắc Cực, người Polynesia ở Thái Bình Dương, người da đỏ ở Bắc Mỹ và một số bộ lạc xa xôi ở châu Phi. Đối với kiếp nạn Đại Hồng Thủy khi đó, mỗi dân tộc có miêu tả chi tiết khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, chính là Đại Hồng Thủy đã đặt dấu chấm hết cho một nền văn minh nhân loại đã phát triển cực thịnh trên địa cầu. Có học giả đã từng thống kê, các dân tộc khác nhau có tổng cộng hơn 270 truyền thuyết về Đại Hồng Thủy. Vào thời cổ đại vài ngàn năm trước, thậm chí hơn một vạn năm trước, chúng ta đều biết giao thông không phát triển lắm. Các dân tộc này cũng không biết đến sự tồn tại hay lịch sử của các dân tộc khác. Ngoài ra, ngôn ngữ của họ cũng khác nhau. Điều này đã hạn chế sự liên lạc qua lại giữa các dân tộc. Nhưng vì sao các nền văn hóa khác nhau, các dân tộc khác nhau, đều có những truyền thuyết và ký ức hết sức tương đồng về Đại Hồng Thủy đây? Lẽ nào lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy? Hay đó xác thực đã mô tả một sự kiện lịch sử chân thật? Chúng ta đều biết Atlantis là một lục địa cổ xưa với nền văn minh phát triển cực thịnh. Ghi chép sớm nhất về nó xuất hiện trong cuốn Đối thoại toàn tập của triết học gia Plato thời Hy Lạp cổ. Trong ghi chép có viết, khoảng 10.000 năm trước công nguyên, Atlantis bị Đại Hồng Thủy hủy diệt và chìm xuống đáy biển. Ấn Độ có một thiên sử thi thời thượng cổ vô cùng nổi tiếng, tên là Mahabharata. Người Ấn Độ dựa vào bộ sách này đã tìm thấy Dwarka bị Hồng Thủy nhấn chìm trong truyền thuyết. Dwarka trong tiếng Phạn có nghĩa là cổng thiên quốc. Tòa thành cổ này có nền văn minh nhân loại phát triển với trình độ cao, nhưng đã bị hủy diệt bởi một trận Đại Hồng Thủy cách đây 9.000 năm. Nhà khảo cổ ở Nam Ấn Độ tiến sĩ S.R. Rao từ những năm 70 đã tiến hành khai quật khám phá thành cổ Dwarka và vùng biển lân cận trong suốt hơn 30 năm. Phát hiện ra rất nhiều bằng chứng cho thấy, thành cổ Dwarka được ghi chép trong sử thi Mahabharata xác thực đã bị Hồng Thủy nhấn chìm. Trong cuốn sách Codex Chimapopoca của Mexico có ghi chép về thời khắc trời tiến sát mặt đất. Chỉ trong một ngày, toàn bộ nhân loại đã bị tuyệt diệt, núi cũng chìm trong biển nước. Trong bộ sử thi Gilgamesh của Babylon có nói rằng, Hồng Thủy kèm theo mưa bão gần như chỉ trong một đêm đã nuốt chửng toàn bộ đồng bằng và đồi núi thấp trên lục địa. Chỉ có cư dân trên núi cao và những người có thể chạy lên núi cao mới sống sót được. Trong văn tự đất sét của người Sumer vào thế kỷ 26 trước công nguyên ghi chép về tình cảnh khủng khiếp lúc đó khiến người ta khó mà chịu nổi. Gió gào rít trên không trung rất đáng sợ, mọi người bỏ chạy thục mạng, tháo chạy lên núi, không màng đến mọi thứ. Có thể nói những ghi chép về Đại Hồng Thủy và con tàu Noah trong Kinh Thánh là được lưu truyền rộng rãi nhất. Theo đó, Thượng Đế đã căn dặn Noah đóng một con tàu, 3 tầng dài khoảng 300 cubit, rộng khoảng 50 cubit. Một cubit tương đương khoảng 0,45 m. Con tàu cứu nạn khổng lồ này, Noah đã hoàn thành trong khoảng 80 đến 120 năm. Năm đó, vào ngày 17 tháng 2, Noah đã đóng tàu xong, trời mưa như chút nước. Noah dẫn theo gia đình và các chủng động thực vật, làm theo lời căn dặn trước đó của Thượng Đế và an toàn bước lên tàu. Trời mưa như thác đổ kéo dài suốt 40 ngày đêm. Hết thảy mọi giống loài của nhân loại đều bị tuyệt diệt. Duy chỉ có gia đình Noah vẫn sống sót. Con tàu cứu nạn đã lênh đênh trên biển tổng cộng 365 ngngày. Hồng Thủy trên mặt đất mới rút đi. Cả nhà Noah cuối cùng đã có thể bước lên bờ. Việc đầu tiên sau khi lên bờ là lễ bái Thượng Đế. Vậy chúng ta đã nói nhiều ghi chép lịch sử về Đại Hồng Thủy. Có bằng chứng nào có thể cho thấy những ghi chép này là chân thực không? Đặc biệt là hiện nay có những thành quả nghiên cứu nào của giới khoa học không? Đầu tiên, chúng ta hãy xem nghiên cứu của các học giả người Mỹ. Các nhà khoa học nghiên cứu về Đại Hồng Thủy có thể nói đã trải qua một đoạn thời gian khá dài. Họ cũng liên tục phát hiện một số bằng chứng mới về Đại Hồng Thủy thực sự tồn tại vào thời tiền sử. Ví như năm 1997, hai học giả danh tiếng nghiên cứu về Đại Hồng Thủy thời viễn cổ của Đại học Columbia là giáo sư William Ryan và Walter Pittman đã xuất bản cuốn sách với tiêu đề Trận Đại Hồng Thủy của Noah. Trong sách, họ đã dựa trên tư liệu lịch sử văn hóa xác thực của các quốc gia ở Trung Đông và đưa ra một giả thuyết hết sức táo bạo.
Họ cho rằng khoảng 1,2 vạn năm trước, khu vực Biển Đen ở Trung Đông là một hồ nước ngọt. Xung quanh là đồng ruộng. Nhưng đến khoảng 5.600 năm trước công nguyên, khắp nơi trên thế giới xảy ra đại hồng thủy. Hồng thủy đã xuyên qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và tiến vào Biển Đen. Lực xung kích mạnh mẽ này có thể tương đương với 200 lần xung lực của thác Niagara, phá hủy mọi thứ trên đường nó quét qua. Đồng thời, nó cũng biến Biển Đen từ hồ nước ngọt thành hồ nước mặn. Robert Ballard là nhà hải dương học và nhà khảo cổ học dưới nước có tiếng. Năm 1985, ông đã dùng tàu ngầm không người lái và camera điều khiển từ xa, thành công tìm được xác tàu Titanic. Sau khi hiểu rõ lý thuyết táo bạo về đại hồng thủy hình thành hồ nước mặn ở Biển Đen này của hai học giả trường Đại học Columbia, ông và nhóm của ông đã dốc toàn lực đi vào Biển Đen để tiến hành nghiên cứu. Năm 1999, họ phát hiện ở chỗ cách mặt nước 400 feet, có một đường bờ biển cổ đại. Điều này trực tiếp chứng minh khu vực Biển Đen xác thực đã bị đại hồng thủy nhấn chìm trong lịch sử. Dựa vào tính toán của ông Ballard, lưu lượng nước mỗi ngày của đại hồng thủy thời đó đạt đến 10 dặm khối, hơn nữa còn kéo dài ít nhất 300 ngày, diện tích mặt đất bị nhấn chìm vượt quá 60.000 dặm vuông. Câu chuyện con tàu Noah có thể nói là ai ai cũng đều biết. Theo ghi chép trong Kinh Thánh, cuối cùng con tàu đã cập bến ở núi Ararat. Trên thế giới có rất nhiều người đã dốc sức tìm kiếm xác tàu Noah. Một người Mỹ tên là Daniel McCoven và đội ngũ của ông kể từ năm 2004 đã nhiều lần đi khảo sát thực địa ở núi Ararat, đã chụp hàng ngàn bức ảnh, có thể thông qua radar địa chất và ảnh chụp vệ tinh quân sự độ phân giải cao để chứng thực. Bên dưới lớp băng xác thực có kiến trúc bằng gỗ gồm hai mảnh. Trong đó, mảnh lớn hơn có chiều dài 123 feet, chiều rộng 24 feet, có lịch sử gần 5.000 năm. Ông McCoven nói, kích thước lớn như vậy, ở vị trí cao khoảng 16.600 feet, phía trên một ngọn núi cao 17.000 feet, và lại trên núi không có cây cối, chỉ có ngọn núi lửa đang phun khói. Không thể tưởng tượng được trên núi lại có một vật thể to lớn như vậy. Ngày 28 tháng 4 năm 2010, một đoàn thám hiểm bao gồm người Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông tuyên bố tại núi Ararat ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã tìm thấy xác tàu Noah trong lúc tiến hành khai quật sông băng ở độ cao 4.000 mét trên mực nước biển. Hơn nữa, họ đã thành công đi vào bên trong kiến trúc gỗ khổng lồ này để khám phá. Thành viên thám hiểm Lý Diệu Huy nói tại buổi họp báo, tháng 10 năm 2008, tôi cùng các thành viên người Thổ Nhĩ Kỳ leo lên núi Ararat, lên tới độ cao hơn 4.000 mét, thì nhìn thấy một kiến trúc bằng gỗ thô, hơn nữa còn có kết cấu mộng gỗ, chứng minh rằng nó là một kiến trúc cổ xưa không dùng đinh. Ở chỗ cách kiến trúc này 100 mét có mảnh gỗ thất lạc. Từ cảnh tượng xung quanh mà xét, kiến trúc bằng gỗ này đã nhiều năm bị băng và đá núi lửa bao phủ. Từ đoạn phim quay ở hiện trường cũng có thể nhìn thấy kiến trúc bằng gỗ đó đã bị hư hại, thành viên trong đoàn có thể tiến vào qua lỗ hổng. Đến hôm nay, họ đã phát hiện có 7 gian phòng. Trong buổi họp, thành viên Dương Vĩnh Tường đã dựa vào tư liệu video để giải thích chi tiết. Cả kiến trúc bằng gỗ có thể có nhiều khoang, một số khoang còn có xả gỗ. Trong đó, bức tường gỗ của một khoang trong đó hết sức trơn nhẵn và hơi có độ cong. Đoạn phim ghi hình được công bố cho thấy bên trong còn có cửa, cầu thang và đinh. Anh nói mặc dù không thể xác định 100% nó là con tàu Noah, nhưng có thể khẳng định với độ chuẩn xác lên đến 99,9%. Sách Thượng thư của Trung Quốc cổ xưa có ghi chép câu chuyện Đại Vũ Trị Thủy. Sách Hoài Nam Tử cũng ghi lại câu chuyện Nữ Oa Trị Thủy, mốc thời gian khá tương đồng với Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh. Các nhà khảo cổ học và nhân văn học phát hiện, ở các châu lục trên thế giới có hơn 600 ghi chép có liên quan đến Đại Hồng Thủy thời tiền sử. Thời gian vào khoảng 13.000 năm trước công nguyên cho đến 3.500 năm trước công nguyên. Ngoài ra, người ta còn liên tục phát hiện những di tích hùng vĩ lưu lại sau Đại Hồng Thủy. Các nhà khoa học không thể không thừa nhận, đem sự kiện Đại Hồng Thủy mang tính toàn cầu thời tiền sử, nói thành sự trùng hợp hay truyền thuyết, rõ ràng không thể thuyết phục người khác. Tổng hợp các loại văn kiện và bằng chứng, các nhà khoa học còn phát hiện trước Đại Hồng Thủy, xã hội nhân loại trên địa cầu đã có lịch sử lâu dài và đạt đến trình độ văn minh rất cao. Rất nhiều công trình kiến trúc với trình độ nghệ thuật và kỹ thuật thần bí mà nhân loại chúng ta hiện nay không thể lý giải. Ví dụ như kim tự tháp, một số bức bích họa đá ở sa mạc Sahara, v.v. Nhưng sau khi Đại Hồng Thủy ập đến, văn minh nhân loại tiền sử dường như đã kết thúc. Như vậy, có người sẽ hỏi, nguyên nhân gì đã tạo ra Đại Hồng Thủy?
Về khởi nguồn của đại hồng thủy, các nhà khoa học cho đến nay kỳ thực vẫn chưa tìm ra lời giải phù hợp. Ví như có người đề xuất động đất mang tính toàn cầu dẫn tới sóng thần, vỏ trái đất sụt lún dẫn tới biển lấn, hoặc là sông băng tan chảy khiến cho nước biển dâng cao, vân vân. Nhưng giả thiết này không thể giải thích hiện tượng đại hồng thủy có mực nước cao ở vùng núi và mực nước thấp ở đồng bằng. Trong những ghi chép về đại hồng thủy, có rất nhiều chỗ nói về hiện tượng những vật chất như đá nham thạch, khối băng cháy từ trên trời rơi xuống đồng thời với lúc đại hồng thủy xảy ra. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra suy đoán một cách hợp lý rằng đại nạn đó rất có thể không phải bắt nguồn từ trái đất này của chúng ta. Phụ thân của anh em Phục Hy không vâng lời thần, thiên lôi liền mời thần làm hồng thủy nhấn chìm mặt đất. Chỉ có anh em Phục Hy từng giúp đỡ thiên lôi nên mới sống sót. Vị thần Barikaka của người da đỏ Peru hóa thân thành kẻ hành khất. Sau khi khảo nghiệm nhân tâm của người dân, đã kéo cuồng phong và hồng thủy hủy diệt toàn bộ ngôi làng, chỉ tha cho một cô gái lương thiện đã mang đồ ăn cho kẻ hành khất. Thần Bel của Babylon cũng phẫn nộ trước sự suy đồi của nhân loại. Sau khi căn dặn một cụ già lương thiện tìm sẵn một chiếc thuyền và chuẩn bị vật dụng sinh hoạt, đã đột nhiên giáng trận mưa lớn hủy diệt nhân loại. Những ghi chép về đại hồng thủy trong thần thoại Hy Lạp đều nói rằng, đến cuối thời kỳ đồ đồng, thế giới nhân loại trở nên tàn nhẫn, tham lam, lỗ mãng và không chân thành. Họ không còn tôn trọng công lý và pháp luật, do đó thần Zeus đã hóa thân thành người phàm, đi thị sát hai vùng đất Arcadia và Thessaly. Ông không thích tội ác tật đố của người phàm, quyết tâm sẽ xóa sạch điều đó khỏi địa cầu. Do vậy, ông đã không do dự nổi gió nam và mưa lớn. Ngoài ra còn mời thần Poseidon lạnh lùng vô tình đến hiệp trợ. Thế giới nhân loại đã nhanh chóng bị cơn hồng thủy xưa nay chưa từng có nuốt chừng. Chỉ có hai người vùng Thessaly kính cẩn vâng lời, may mắn thoát nạn. Trong kinh Cựu Ước, nguyên nhân Thượng Đế hủy diệt nhân loại được thể hiện càng minh xác. Một hôm, Thượng Đế nói với Noah lương thiện, thế giới hiện nay đầy rẫy tội ác, đi ngược với ước nguyện ban đầu của ta. Ta phải dùng hồng thủy nhấn chìm mặt đất, hủy diệt thế giới. Phàm là những loài vật sống có máu thịt và có hơi thở trên mặt đất đều phải chết. Nhưng ta muốn lập giao ước với con và vợ phải bước lên tàu. Ở đó các con sẽ được bảo toàn tính mạng. Có lẽ vì vậy những ghi chép trong văn tự của các dân tộc trên thế giới đều có nguyên nhân như vậy liên quan đến sự hủy diệt văn minh nhân loại tiền sử. Chúng ta có thể phát hiện chúng đều có một điểm chung, chính là khi tuyệt đại bộ phận nhân loại không còn kính trời, kính thần, đạo đức bại hoại cực độ, thần sẽ nổi cơn thịnh nộ và giáng xuống tai họa hủy diệt. Chỉ có cực ít những người lương thiện không nằm trong số bị hủy diệt. Nhân loại kể từ trận đại hồng thủy mang tính hủy diệt gần nhất cho đến hôm nay đã trải qua 5.000 năm. Trong giai đoạn lịch sử này, nhân loại đã kiến lập nền văn minh huy hoàng dưới sự dẫn dắt của thần. Ví dụ như Mô-xê, Giê-xu ở phương Tây lập giao ước với nhân loại, quy phạm đạo đức và văn hóa của nhân loại. Các thánh nhân Nho Thích Đạo ở phương Đông đã lưu lại văn hóa thần truyền ở Trung Quốc, kiến lập nền văn minh Hoa Hạ, ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại ở vùng châu Á. Nhân loại dưới sự dẫn dắt của thần đã có hy vọng bước từ quá khứ sang tương lai. Nhưng thật không may, chủ nghĩa cộng sản ra đời hơn 100 năm trước lại mang đến tai họa chí mạng cho nhân loại. Nó hô hào nhân loại phản thần, sùng bái cách mạng bạo lực, tuyên dương triết học đấu tranh. Ở phương Tây, nó mượn danh chủ nghĩa toàn cầu và đại chính phủ để làm loạn nhân tâm, kiểm soát nhân loại. Hầu hết những tai họa trên thế giới hiện nay và căn nguyên của chúng đều có liên quan đến U Linh Cộng sản. Dưới sự bức bách và mê hoặc của U Linh Cộng sản, không chỉ riêng ở Trung Quốc, mà đạo đức của nhân loại trên toàn thế giới cũng ngày càng lụn bại, đã vượt khỏi giới hạn thấp nhất mà thần có thể dung nhẫn. Khải Huyền trong Kinh Thánh tiên tri về con rồng đỏ và đại dâm phụ dâm loạn với các nước trên thế giới, những người sùng bái con ma đỏ này sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thần và uống rượu thịnh nộ của Thượng Đế. Những cao nhân phương Đông cũng lưu lại rất nhiều dự ngôn, cảnh báo con người cuối cùng nhân loại sẽ có mối lo đại kiếp nạn, chỉ có người lương thiện mới được lưu lại. Lịch sử không ngừng lặp lại, mà còn có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa tiếp thu bài học giáo huấn từ đại hồng thủy trong lịch sử để tránh xa tà ác trong thế giới chân thực, lựa chọn thiện lương. Virus Trung Cộng xuất hiện vào năm 2020, lây lan khắp toàn cầu, đã rung hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại. Thời gian để nhân loại phản tỉnh và lựa chọn thiện lương không còn nhiều nữa. Thời tiên sử, Noah đã lắng nghe lời triệu kiến của Thượng Đế, bỏ ra thời gian gần 100 năm để đóng con tàu cứu nạn. Con người thời đó do lòng tin sớm đã ma biến, họ còn cười nhạo Noah là kẻ điên. Cuối cùng, họ đã bỏ lỡ cơ hội đắc cứu của bản thân.
giống như các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới hôm nay là sứ giả của thần trước khi đại kiếp nạn ập đến, đang truyền bá cho thế nhân câu chân ngôn cứu mạng Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào, khuyên con người tránh xa chủ nghĩa cộng sản tà ác, lựa chọn chính nghĩa lương tri. Nhưng ai có thể cung kính lắng nghe lời khuyến thiện, rời xa tà linh cộng sản mới có thể tránh lặp lại sai lầm của lịch sử, vượt qua đại kiếp nạn, tiến bước vào tương lai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay của MH News. Xin chào và hẹn gặp lại!